Với chị em phụ nữ trong thời điểm hiện tại, lựa chọn cho mình một dòng xe tay ga là không hề dễ dàng một chút nào. Đặc biệt là những mẫu xe ở khúc 125 phân khối đang có những trang bị gần như tương tự giống nhau. Đầu tiên là dòng xe Yamaha Latte phiên bản 125 mới nhất của năm 2024 với một phiên bản màu trắng giới hạn các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Và đối thủ cạnh tranh trực tiếp, doanh số bán ra khá là ổn định, được chị em quan tâm rất nhiều. Chiếc xe Honda Lead phiên bản 125 của năm 2023, hiện tại cả hai mẫu xe đều trang bị một chiếc cốp rất rộng lên tới 37 lít và để xem mẫu xe nào đáng để quan tâm hơn cả. Sau đây, Top 5 sẽ đi so sánh chi tiết cụ thể giữa hai mẫu xe, báo giá cụ thể trong thời điểm giữa tháng 5 năm 2024 để các bạn cùng tham khảo. Mời các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Xin chào tất cả các bạn nha, các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Yamaha Latte phiên bản 125 mới nhất của năm 2024, một phiên bản màu trắng quá đẹp luôn. Đây cũng là một phiên bản giới hạn đặc biệt của mẫu xe, hiện tại vừa được Yamaha Motor Việt Nam cho ra mắt. Mình sẽ giới thiệu trước với mẫu xe này, sau đó sẽ quay cận cảnh trực tiếp với dòng xe Honda Lead để các bạn có thể theo dõi được kỹ hơn. Hiện tại thì chiếc xe các bạn đang theo dõi trên màn hình với lối thiết kế nhìn nó thời trang hơn, trẻ trung hơn và gọn gàng hơn so với mẫu xe Honda Lead một chút. Với hệ thống đèn pha cốt ở phần phía trên của xe sử dụng bóng halogen. Phía dưới là một cái vị trí trang bị mạ chrome được trải dài ở phần ốp mặt nạ phía trước và phía dưới nữa là vị trí đèn xi nhan của xe các bạn nha. Với màu trắng trên xe, được Yamaha Motor Việt Nam trang bị những cái đường chỉ tem xe màu vàng đồng nhìn cực kỳ là cuốn luôn. Từ phần ốp mặt nạ phía trước trải xuống dưới đến phần để chân của xe. Vị trí sàn để chân của xe trên mẫu xe này cũng cực kỳ là rộng rãi. Trang bị trên xe hệ thống phanh đĩa vành đúc, các bạn có thể nhìn cận cảnh. Yên xe rồi các nội dung trên xe đều trang bị khá là ok. Mặt đồng hồ kết hợp analog và LCD, các bạn có thể nhìn cận cảnh ở đây. Tất cả các nội dung đều được trang bị đầy đủ ở phần nút tắt bật của xe. Chìa khóa thông minh Smart Key cũng được trang bị trên cả những phiên bản tiêu chuẩn lẫn phiên bản là giới hạn này. Bình xăng ở phần phía trước của xe với dung tích lên tới 5,5 lít liền các bạn nha. Mẫu xe này tiết kiệm nhiên liệu hơn hẳn so với dòng xe Honda Lead khi chỉ ăn xăng ở mức là 1,8 lít trên 100 km thôi. Cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu cho một dòng xe tay ga ở phân khúc 125 phân khối. Phần phía sau của xe đây các bạn có thể nhìn ngắm. Vị trí tay dắt này được làm khá là cứng cáp. Yên xe được làm cách biệt giữa màu nâu màu đen kết hợp với nhau. Và những cái đường chỉ được làm mà lộ ra nhìn cực kỳ là cuốn hút. Đi kèm với đó vị trí yên xe cũng được thêm cái logo Latte nhìn tạo điểm nhấn trên xe, giúp chiếc xe trở lên hiện đại hơn, thể thao hơn khá là nhiều. Cục máy trên xe hiện tại vẫn trang bị là 125 phân khối, động cơ Blue Core. Về cơ bản thì khối động cơ giữa dòng xe Latte này với dòng xe Honda Lead là tương tự giống nhau các bạn nha, cho ra công suất mô men xoắn thì không chênh lệch nhau quá nhiều. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại, mẫu xe Honda Lead đã được trang bị khối động cơ mới rồi, ESP cộng nên nó có đâu đó sẽ nhỉnh hơn một chút ở phần công suất mà thôi. Và sau đây thì mình sẽ báo giá cụ thể với chiếc xe Yamaha Latte này. Với mức giá bán cho phiên bản tiêu chuẩn vào khoảng tầm 38 triệu, còn phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình với màu sắc giới hạn, giá sẽ vào khoảng tầm 38.800.000. Tức là chênh nhau vào khoảng tầm 800.000 đồng để các bạn có thể sở hữu cho mình một cái màu sắc mới. Ngoài màu sắc trắng này ra, nó sẽ có thêm những cái phiên bản là màu sắc khác nữa, đặc biệt là một phiên bản màu xám nhám cũng rất đẹp và cuốn hút để các bạn có thể lưu tâm lưu ý. Mình quay cận cảnh trực tiếp mẫu xe này đến từ Yamaha Mạnh Đạt 3 với địa chỉ cụ thể số 118 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Chỉ từ 38 đến 38.800.000 đồng mà thôi là các bạn có thể sở hữu cho mình một mẫu xe tay ga này rồi. Sau đây thì mình sẽ quay đối thủ cạnh tranh trực tiếp chiếc xe Honda Lead. Chiếc xe này cũng đã ăn sâu vào tâm trí của người Việt Nam chúng ta, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Bởi chiếc xe cũng đã là huyền thoại rồi, làm lên tên tuổi của Honda. Trước đây những thiết kế của nó nhìn hơi thô một chút nhưng lại được làm thon gọn lại, gọn gàng hơn, đẹp hơn khá là nhiều. Hiện tại thì phiên bản các bạn đang theo dõi là một phiên bản cũng cao cấp nhất, phiên bản đặc biệt màu sắc bạc nhám. Kết hợp với đó là hệ thống chóa đèn của nó được hiện đại hơn với trang bị chóa đèn là sử dụng pha cốt đều là bóng LED 100%, chia làm các khoang riêng biệt nhìn cực kỳ nổi trội. Cũng tạo hình bằng những cái vị trí mạ chrome trải dài trên xe, nhưng xi nhan được đẩy lên phần phía trên của xe các bạn nha. Trang bị trên xe cũng hệ thống phanh đĩa vành đúc với ngàm phanh 1 piston. Mẫu xe này phiên bản đặc biệt này cũng như phiên bản màu sắc đen nhám sẽ được trang bị ngàm phanh phía trước và giảm sóc phía sau cũng như logo là được sơn màu đỏ. Vị trí sàn để chân cũng cực kỳ là rộng rãi, các bạn có thể theo dõi cận cảnh các góc độ trên xe luôn. Honda Lead thì sản xuất khá là lâu rồi nên doanh số bán ra của nó khá tốt và tốt hơn so với dòng xe Latte. Latte thì cách đây vài năm thôi mới được sản xuất ra các bạn nha.
Vị trí hốc để đồ phía trước cũng được trang bị đầy đủ, có cả cổng sạc 2.1 ampere tiện dụng. Và hầu hết tất cả các phiên bản đều được trang bị hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key. Các bạn lưu ý cho mình như vậy trong thời điểm hiện tại. Quay rất chậm và chi tiết. Đây là một mẫu xe 125 phân khối đến từ nhà Honda, nhưng được Honda Việt Nam trang bị khối động cơ mới ESP cộng của năm 2023. Các bạn lưu ý cho mình như vậy. Vario 125 mới sản xuất nhưng chưa có khối động cơ mới ESP cộng này đâu. Cho ra công suất mô men xoắn của nó cũng sẽ tốt hơn đôi chút so với những phiên bản trước đây. Tay dắt phía sau cũng cực kỳ là cứng cáp, hệ thống đèn xi nhan tích hợp chung với phần đèn hậu của xe được làm khá là gọn gàng. Tổng thể thiết kế cũng rất là đẹp luôn. Bản thân mình cũng đã trải nghiệm, đặc biệt là vợ mình cũng đã chạy trong dòng xe này rồi, đánh giá khá là cao. Mặt đồng hồ cũng là sự kết hợp analog và LCD. Các nút chức năng phím bấm trên xe vẫn tương tự loại bỏ nút tắt bật đèn của xe. Khá là hiện đại. Một chiếc xe đáng để mua trong thời điểm này với chị em phụ nữ. Và mình thấy rằng ấy cũng có tham khảo được đến từ một số bạn làm trong công ty Honda Việt Nam ấy, thì được đánh giá khá cao ở mẫu xe với độ hoàn thiện của nó rất tốt các bạn nha. Trang bị đầy đủ điển hình tiên tiến, hệ thống phanh kết hợp CBS, bóp một phanh sẽ được cả hai phanh. Các cái vị diên xe đều làm trau chuốt tỉ mỉ từ những cái móc đồ, được làm khá là gọn gàng. Vị trí bình xăng ở phần phía trước của xe, để dưới gầm của vị trí sàn để chân, các bạn có thể lưu ý rõ cho mình như vậy. Cả hai mẫu xe mình giới thiệu với các bạn cùng hôm nay ấy, đều được trang bị một chiếc cốp rất rộng lên tới là 37 lít liền. Lên gần như là ngang hàng với nhau, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nhau. Latte đâu đó giá bán của nó sẽ giảm hơn một chút so với mẫu xe Honda Lead các bạn đang theo dõi ở đây. Và mình sẽ xin phép được báo giá luôn để các bạn có thể tham khảo. Phiên bản thấp nhất của dòng xe Honda Lead là phiên bản tiêu chuẩn với chóa đèn bóng halogen thôi, thì giá bán vào khoảng tầm 38.200.000. Trong khi đó những phiên bản cao cấp ấy sử dụng chóa đèn LED rồi, còn các cái full option trên xe đều tương tự giống nhau, giá sẽ vào khoảng tầm 40.600.000. Còn phiên bản màu sắc nhám các bạn đang theo dõi trên màn hình gồm bạc nhám, đen nhám, giá sẽ vào khoảng tầm 41.600.000 đồng. Do đó thì mức giá bán của những cái phiên bản giới hạn trên cái mẫu xe Honda này nó sẽ cao hơn so với những phiên bản đặc biệt giới hạn của dòng xe Yamaha Latte các bạn nha. Đâu đó chênh lên vào khoảng tầm từ 3 triệu gì đó. Để các bạn có thể hiểu rõ như vậy thông qua video ngày hôm nay. Và đó một số nội dung thông qua video này mình muốn gửi tới nhanh, so sánh chi tiết và báo giá trong thời điểm giữa tháng 5 để các bạn có thể tham khảo như vậy. Rồi, các giá đẹp của mình, nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Giá Số các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.